Bài viết của tác giả Nguyễn Văn Mỹ có tựa đề Bỏ tiên học lễ hậu học văn, đôi lời thưa với giáo sư Trần Ngọc Thêm, được đăng trên BBC News. Tại hội thảo Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục đào tạo do Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội 21 tháng 11 năm 2021, giáo sư Trần Ngọc Thêm kiến nghị bỏ khẩu hiệu tiên học lễ hậu học văn. Lý do là xã hội muốn phát triển thì điều quan trọng là cần phải có con người sáng tạo, mà để có con người sáng tạo thì trước hết phải có con người chủ động bỏ khẩu hiệu để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo, vì đó là sản phẩm giáo dục nho giáo, phục vụ mục tiêu đào tạo người thừa hành, coi việc người dưới phục tùng và giữ lễ với người trên là yêu cầu số 1. Kiến nghị lập tức tạo địa chấn dư luận, cứ như bê bối của showbiz, tôi phát hoảng thật sự. Nhiều đồng nghiệp và sinh viên email, điện thoại, chat, Zalo bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ. Chính kiến cá nhân cần được tôn trọng, nếu bất đồng thì trao đổi. Có bạn trẻ đồng tình với ông Thêm vì dị ứng với bệnh khẩu hiệu, chỉ nói mà không làm. Việt Nam hiện được xem là cường quốc khẩu hiệu với vô vàn câu chữ rối ren, tối nghĩa, hiểu nhầm. Vị trí này trước đây thuộc về Trung Quốc, nay nhường cho Việt Nam độc quyền. Bệnh khẩu hiệu cần xóa bỏ càng sớm càng tốt, trừ câu tiên học lễ hậu học văn. Nếu bỏ, phải có câu nào hay hơn, bởi Việt Nam chưa có triết lý giáo dục. Ở miền Nam, trước 1975, tiên học lễ hậu học văn được xem là nền tảng giáo dục của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Lễ được hiểu theo nghĩa rộng là đạo đức cuộc sống, văn là kiến thức khoa học tự nhiên lẫn xã hội. Thầy cô mà nghĩ lễ chỉ là phép tắc, lễ nghi tôn ti xã hội thì không phải là thầy cô đúng nghĩa. Thầy cô ở miền Nam trước 1975 không ai nghĩ như thế. Sau 1975, dấu tích chế độ cũ hầu như bị xóa sạch, từ tên đường, bậc học, môn học đến sách học, từ ngôn ngữ đến áo dài lẫn cách chào vòng tay cúi đầu, cách đối nhân xử thế. Tiên học lễ hậu học văn bị hạ bảng, biến mất, nhưng vẫn không có tư duy sáng tạo, nói chi phản biện. Vì nhiều lý do, giáo dục ngày càng xuống cấp toàn diện, tiên học lễ hậu học văn được phục hồi, nhưng bị hiểu méo mó, kể cả là những người tiến sĩ khoa học. Giáo sư Thêm cho rằng, nguồn nhân lực tiên học lễ hậu học văn giỏi lắm chỉ có thể giữ xã hội ổn định, chứ không thể giúp xã hội phát triển. Muốn xây dựng xã hội phát triển phải có những con người sáng tạo. Để sáng tạo phải chủ động và có tư duy phản biện. Tiên học lễ rồi thì con người sẽ trở nên thụ động, sẽ không còn tư duy phản biện vì đòi hỏi quan hệ một chiều. Người dưới tôn trọng người trên, còn sức sáng tạo và sự phản biện tồn tại trong quan hệ hai chiều, người dưới và người trên cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Theo tôi thì càng giải thích càng rối rắm và bất cập. Sau 1975, học trò vòng tay chào thầy cô bị xem là không bình đẳng, quan hệ cha con thầy trò đều đồng chí tất. Thương cảm, cứu giúp người nghèo khó bị lên án là tiểu tư sản. Điều gì gắn với phong kiến đều bị lên án kịch liệt. Cuộc sống luôn phát triển, nhiều thứ phải thay đổi, thích nghi, nhưng có những thứ bất di bất dịch. Nếu không có phong kiến, làm sao có mình bây giờ? Phong kiến Việt Nam không chỉ giữ yên bờ cõi, độc lập về văn hóa, chữ viết, không mất một tấc đất trước đại họa xâm lăng phương Bắc, mà còn mở thêm bờ cõi. Từ gia đình đến xã hội, phải có tôn ti trật tự,
không thể cám mè một lứa, tất cả cùng làm chủ tập thể, phải viết tập thể làm chủ mới chính xác, nếu không xã hội sẽ hỗn loạn. Quan hệ xã hội nho giáo có thể một chiều trên dưới, nhưng khi vào Việt Nam đã thay đổi để thích ứng với những truyền thống kính già yêu trẻ, học thầy không tày học bạn, vua tôi một lòng, thuận vợ thuận chồng, vợ được đưa lên vế đầu, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. 14 năm học phổ thông và đại học chưa tốt nghiệp dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tôi biết dừng xe, đứng nghiêm ngoài đường khi nghe quốc ca, đi qua đám tang phải giỡ nón, thực hành gia huấn ca của Nguyễn Trãi, gặp người già yếu, tàn tật, trẻ nhỏ là tận tình giúp đỡ, luôn đi thưa về trình, biết xin lỗi và dám nhận lỗi để sửa sai, không quen đổ tại và bị, biết cảm ơn từ những việc nhỏ nhặt, từ em bé lẫn con cái của mình. Nhờ tiên học lễ hậu học văn, thầy cô giáo ở miền Nam trước 1975, nhìn là biết không lẫn vào đâu được. Từ trang phục, tác phong đến lời ăn, tiếng nói, sinh viên cũng vậy. Đi học, cứ đem xe vào bãi, không cần người trông. Những buổi học chung, cả ngàn người, các nhóm thường cử người đến sớm giữ chỗ. Chỉ cần cuốn tập đặt lên là không ai dám ngồi, nói chi việc chen lấn, giành giật. Chợt nhớ chuyện cậu bé lớp 4 ở Cần Thơ, vòng tay cảm ơn tài xế nhường đường, dậy sóng dư luận, rồi được khen thưởng hồi tháng 4 năm 2021. Việc quá đỗi bình thường, nhỏ như con thỏ của tất cả học sinh ở miền Nam trước 1975, bỗng thành điển hình bất thường, thành con voi giấy sau hơn nửa thế kỷ làm cách mạng, nghĩ mà buồn cho giáo dục nước nhà. Điều cần lên án là có những cơ sở giáo dục hiện nay trương khẩu hiệu tiên học lễ hậu học văn, làm lá bùa ngụy biện che đậy sự tha hóa, kinh doanh giáo dục với lợi nhuận tối đa làm mục tiêu tối thượng. Dù giáo dục dưới hình thức nào, tại gia hay gia thục, homeschooling, từ các lớp năng khiếu hay học thêm, những thầy cô chân chính luôn chú trọng tiền học lễ hậu học văn, dạy đạo đức nề nếp trước, học chuyên môn sau. Từng làm con và làm trò, chẳng ai muốn mình là con hư trò dốt. Vấn đề là ngoan và giỏi theo nghĩa nào và cách nào, tiền học lễ hậu học văn cũng vậy. Nhân đây, tôi đề nghị phục hồi lại cách chào thuần Việt, vòng hai tay trước ngực, hơi cúi đầu, biểu hiện sự đoàn kết, người lớn bao bọc người nhỏ, người dưới, người nhỏ tuổi hơn chào trước, người lớn tuổi hơn cấp trên sẽ gật đầu chào lại. Một đất nước tự hào mấy ngàn năm văn hiến mà chào nhau lai căng, người đưa tay lên cao vẫy như Mỹ và châu Âu, văn hóa dùng muỗng nĩa, chữ Latin, kẻ chắp tay như Ấn Độ, văn hóa dùng tay chữ Phạn, người khác gặp người như Nhật Bản hay chắp tay nắm như Trung Quốc, văn hóa dùng đũa chữ Hán. Tôi rất thích cách chào Bhutan, quốc gia được xem là hạnh phúc nhất thế giới. Khi chào, người Bhutan mở hai bàn tay ngang hông, đưa ra phía trước, rút về và úp lại, thể hiện sự hiếu khách, mời gọi và đón nhận, hết sức thân thiện và ý nghĩa. Cùng với cách chào, cần công nhận chính thức áo dài là quốc phục Việt Nam, cả nam lẫn nữ. Dĩ nhiên, cần thống nhất mẫu tối thiểu. Cả thế giới, nước nào cũng có quốc phục riêng, trừ Việt Nam. Thời bao cấp, có lãnh đạo từng phê phán áo dài là tàn dư phong kiến lẫn tư sản rườm rà. Một áo dài có thể may được vài cái áo ngắn. Nói vậy thì mặc đồ tắm biển đi làm vừa mát mẻ, tiết kiệm, lại kích thích hứng thú.
Chấn hưng giáo dục là việc làm cần kiếp, nhưng không thể một sớm một chiều, không thể do một người hay một nhóm người chủ quan quyết định kiểu đùng một cái, tùy hứng và tùy tiện theo cảm tính. Chất lượng giáo dục quyết định vận mệnh quốc gia tùy thuộc rất nhiều thứ, từ cách dạy, cách học, mục đích học đến thể chế. Xin mượn câu nói của Nelson Mandela, sinh năm 1918 và mất năm 2013, thay lời cảnh báo: giáo dục là vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới, để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên, bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục ấy, các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của kỹ sư của nền giáo dục ấy, tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy, nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy, công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy. Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia. Tôi rất thích ý kiến của bạn Đoàn Hòa: giáo dục không học lễ, đạo đức trước thì học gì? Ông bà ta thường nói, tài mà không có đức cũng vứt. Cầu tiên học lễ hậu học văn, dù khoa học tiến bộ đến 8.0 vẫn luôn có giá trị. Tiên học lễ hậu học văn không phải là nguyên nhân gây ra những lỗi lầm như giáo sư thêm phân tích, nên chẳng có lý do gì để bỏ. Cái cần bỏ là tư duy phòng lạnh, suy đoán chủ quan, nhân danh khoa học. Bài viết thể hiện quan điểm, ý kiến của giảng viên doanh nhân khoa du lịch Nguyễn Văn Mỹ. Mang tim non đổ xuống dốc dài, đặt tâm linh xuống nơi đền đài, chào nhân loại còn chào luôn thế kỷ tàn phai. Thương quê hương mỏng manh chiếc áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu, thương quê hương triền miên bão lũ chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù, đang đam mê người nuối hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu, trong đau thương nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo mòn niềm vui, con đi trong buồng giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần công chính nuôi tâm hồn lành, để đêm về quy bên mẹ nghe an bình trong tiếng câu kinh. Câu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt, Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi trong dáng mẹ. Chiếc áo
áo nát nhau, mẹ thức ngồi khâu thương quê hương triền miên bão lũ, chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù, đang đam mê người nuôi hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ rối nhịp đường tu, trong thương đau nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo gầy niềm vui, con đi trong buồng tim thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần cơm chính nuôi tâm hồn lành, để đêm về quỳ bên mẹ nghe an bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt, Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt, Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Trong giang